Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Có khi nào bọn họ bị Hồng Thạch Niêu va vào hay không? Cũng có khả năng này, chúng ta vẫn nên lên đường thôi. Có lẽ đến đồng cỏ bên kia tất cả đều có đáp án. Tầng đồng cỏ Thiên Sơn. Lại có chuyện gì nữa? Nhờ anh ta không được ổn rồi, tôi cần bác sĩ. Thể chất như cậu tại sao còn đi theo chúng tôi? Bác sĩ còn đang chăm sóc cho những dung thương còn không kịp nữa. Để Nader đến đây xem thử. Đầu là phản ứng cao nguyên giống như này trước đây, tình hình lặng hơn không ít. Parker, xem ra cậu không thích hợp ở môi trường có mức nước biển cao thôi. Xin hãy giúp tôi. Cái này tôi cũng bất lực. Cậu hãy nín thở sâu nhiều vào, giảm hoạt động kịch liệt. Có lẽ cậu ta cũng đang ở trong trấn. Bây giờ đã đến đây rồi, đội ngũ không thể nào quay lại vì một mình cậu ta. Não ngài, vừa nãy Gavin đã nói gì với anh? Anh ta bảo tôi lựa chọn nơi thích hợp. Vứt bỏ phách, bảo bọn họ tự sinh tự diệt. Đầu mé, chuyện xúc sinh như vậy mà để chúng ta làm được hay sao? Cho nên tôi không đồng ý. Không phải các người quan tâm đến người bệnh lắm hay sao? Vừa hay anh ta cũng xuất hiện phản ứng cao nguyên rồi. Đoàn vụ trưởng bảo chúng tôi đến đây giao lại cho đám các người chăm sóc. Dựa vào cái gì chứ? Đội chính của chúng tôi cũng không phải là phòng bệnh. Cậu ta ở đội nào? Không phải là do đội đó chăm sóc hay sao? Đội của các người có nhiều con gái như vậy, giúp đỡ chăm sóc người bệnh một chút rất là bình thường mà. Ai đáng ghét thật. Dựa theo hai người bệnh, tốc độ đi lại của chúng ta chậm hơn không ít. Không cần phải vội, đi chậm hơn một chút cũng không sao. Dù sao, người ở phía trước cũng để lại ký hiệu trên đường. Ủa, đại bộ đội sao dừng lại nghỉ ngơi rồi? Không phải vẫn chưa đến thời gian nghỉ ngơi hay sao? Có lẽ là xảy ra tình huống gì đó, chúng ta đi xem thử thế nào. Các ngươi đến rất đúng lúc, đem ba người này vác đến đội của các ngươi luôn đi. Bọn họ bị làm sao? Bị bệnh rồi, cũng là phản ứng cao nguyên. Trong đội của chúng tôi đã có hai người bệnh rồi, nếu có thêm vài người thì không đi theo đại bộ đội được. Đấy là mệnh lệnh, nếu như đã gia nhập vào dung binh đoàn thì lên gánh vác trách nhiệm với dung binh đoàn. Anh đừng có mà quá đáng, mà phàm đừng kích động. Được rồi, vào lúc này không được cãi nhau. Đội 9, các người không muốn đem theo nhiều người bệnh như vậy. Những đội khác cũng không muốn, vậy chi bằng xử lý như vậy đi. Mấy người các người đem những người bệnh vác sang một bên. Đại bộ đội 3 tiếng sau vẫn xuất phát như bình thường. Không, phó đoàn trưởng, đừng bỏ rơi chúng tôi. 3 tiếng sau. Giang Ngải Đồ, sao cậu lại đem những người này đến chỗ của chúng tôi vậy? Tôi cũng hết cách rồi, không thể nào vứt bỏ lại những người này như bọn họ. Não ngài không sai, chúng ta dù sao cũng không phải là dụng binh. Có một vài đạo nghĩa của bản thân vẫn nên kiên trì. Nham cự nhân, ơi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Quan Ngờ, anh không được thoải mái hay sao? Tôi sắp không thở được nữa rồi. Không phải chứ, cậu cũng xuất hiện phản ứng cao nguyên rồi sao?